Mẹ móm thì tụi mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy rắc không các bạn? Bạn phê quá các bạn ơi. Hồ câu vườn tràm nha các bạn. Cần thủ bị cá lôi ra giữa hồ nha. Anh chủ hồ anh đang ra cứu cần nha anh em. Đầu năm mới mình chưa có cái video nào cho anh em xem hết. Thôi hôm nay quay video đỡ cho anh em xem tạm đỡ cái video đi lấy vớt cần nha các bạn. Đấy, anh chủ hồ anh đang ra. Đây là hồ câu vườn tràm nha. Hồ cá trôi à. Cá trôi to không anh Đức? Được á. Cần cần bạch kinh thiên xanh. Cần này chắc cỡ 6H. Không có dây bảo hiểm nha các bạn. Sơ ý cái là chọc là lôi ra giữa hồ. Hồ này rộng là một mẫu rưỡi nha các bạn. Nước sâu tầm 5m. Mẫu 3 hả? Có cá là vui rồi. Hôm nay cho anh Đức chủ hồ lên lên sóng nha. Đấy, một tay chèo, một tay diều cá. Rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Đấy, pha cứu cần an toàn nha. Còn hàng luôn. Còn cá và rồi còn cần luôn. Đó, giờ có người giật hộ nữa. Nãy nó cắm mất cần kìa. Nãy thấy cái chạy nó cắm mất cần luôn. Chỗ đỏ chắc cứu rồi. Cái này chắc cua đỏ rồi. Rồi, cần chơi cần thủ con lành. Cá giờ chạy mệt rồi đó. Tao hồ bắt. Chua đỏ. Đó, đưa lên, đưa miệng đó. Rồi, thả cần xuống. Rồi, xong. Kéo vô được cái đường giữa, kéo luôn. Không sao, không gãy đâu. Cần cắn cái đúp mà gãy được. Cá các bạn. Con này 3,5 kg các bạn nha. 3,5 kg à. Trắng phao luôn trời. Video đầu năm mới nha các bạn. Rồi. Giờ khá lên cho anh em xem luôn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Con lưỡi có ngạnh hả? Nhìn nó biết rồi, cứ ngạnh sao chảy được. Nuốt luôn hả? Nuốt sâu quá. Đang sâu quá. Đang nó mới chọc nó mới không thể nổi đó. Dây BE nữa thì thứ nó chịu nổi. Thôi, lưỡi có ngạnh dây BE thì bao rồi. Lưỡi gì? Lưỡi BKK xanh hả? Nó rồi, bữa cái BKK xanh nha các bạn. Số mấy? Số 8 hả? Số 7 nha các bạn. Lưỡi BKK xanh số 7. Dây BE carbon hả? 1,5. 0,8. 0,8 hả? 0,8 mà nhìn giống 1,5 gì? 0,8. Bự. Sao
pha gỡ cá khá cồng kềnh nha các bạn. Có cái cây gỡ ăn sâu. Cái lưỡi nó có ngạnh, lấy con út á, chọt vô cái hồng hồng cái họng lưỡi á, là đẩy xuống lại ra. Trời. Ra. Căng vậy. Đem nó trên bờ đi. Mày gọi cho nó đây. Mày sợ nó ở nhà, mày chạy vô nhà nó biết nhà nó không? Đi em cầm cần lên cho. Gọi con cá rung tay. Rồi. Đưa đây. Ok, hoàn thành nha các bạn. Một em trôi trôi đỏ. Hồ câu vườn chạm nha các bạn. Đây là anh chủ hồ, xin ảnh ít review. Đừng quay mình nhiều. À, anh chủ hồ còn biết ngại nữa hả? Anh chơi lâu chưa? Ok, cái khúc video là đây nha các bạn. Ngày móm thiệt tùm mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy đắt không các bạn? Các bạn phê quá các bạn ơi.